570 quý anh chị quý chàng ạ. 570 Trung Đông. Chiếc này là chiếc sản xuất năm 2016, màu đen, nội thất lâu, xuất cho thị trường Trung Đông. Rất đẹp luôn. Năm 2016 đến bây giờ mới lăn bánh có 6,8 vạn km, chưa đến 7 vạn. Đó, một chiếc xe rất được giữ gìn và cực mới luôn. Được trang bị đèn pha full LED này. Đó, có rửa pha này, cảm biến quanh xe. La răng R21 inch nhá, la răng lớn R21 inch. Với những chiếc 570 mà bản hãng ấy thì chỉ được trang bị R20 thôi. Xi nhan gương cam 360. Key let go cho kể cả bốn cánh cửa luôn. Và tay lắm cửa, lẹp viền chân kính thì đều được mạ chrome nhá quý anh chị quý nhạc nhá. Đẹp đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Đó. Đây này mọi người này. Hàng ghế thứ 3 thì là hàng ghế treo, gập lên gập xuống bằng điện nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Và khi chúng ta đi đến 7 người thì chúng ta sử dụng cái hàng ghế thứ 3 này. Còn nếu mà không đi đến 7 người, chúng ta có thể tận dụng cái hàng ghế thứ 3 này để làm cái khoang để đồ. Đó, khoang để đồ rất rộng luôn. Trước này thì hiện tại em đang tắt khóa điện phía bên trên. Đấy, sẽ tự động gập xuống. Mời quý anh chị quý hàng tham quan về cái không gian nội thất trên chiếc xe này. À, hàng ghế thứ hai chúng ta có thể ngả xuống nhá. Để ngồi cho nó được thoải mái. Anh em cao 1m75 thì hiện tại bây giờ ngồi đây nó rất là thoải mái. Tại sao chiếc xe này được rất nhiều chủ tịch tin dùng. Đấy, ưa chuộng. Đây. Ghế thì tất cả các ghế đều được đục tông hơi và điều hòa tự động 4 vùng điều khiển tại đây ở chỗ cái bệ tì tay này. Đấy, có làm mát ghế cho cả 4 ghế. Hai màn hình gối đầu phục vụ media giải trí cho phía sau. Cửa trời. Rèm che chắn nắng này. Đấy, để có một cái không gian riêng tư nữa nhá. Loa này, loa là loa thương hiệu Bắc Lên Vinh Sơn nhá. À, đóng cửa cho mọi người xem. Đóng cửa chắc lịch luôn. À, đạp phanh này. Đề lùi start stop một chạm này. Vô lăng ghế tự nhớ vị trí nhá và tự lùi về vị trí nhá. Đó, vô lăng rất nhiều phím này. Cruise control này. Lấy chuyển số thể thao này. Đó. Đèn và gạt mưa là auto tự động và ở đây này. Chức năng nhá, tự động hạ gầm khi mở cửa xuống xe này. HUD là hiển thị thông tin kính lái này, rửa pha thông minh này và đèn pha auto này. Đó, nội thất của chiếc xe này thì toàn bộ đều được ốp gỗ Shimamoku nhá quý anh chị quý nhàng nhá. Đấy, gỗ Shimamoku đánh bóng thủ công và được phủ bóng lên trên. Đó. Sạc không dây nhá, bản hãng không có sạc không dây đâu. Đó, đây là tủ lạnh này. Bật tắt tại đây. Khu vực điều khiển các chế độ chạy cam 360 vừa giới thiệu bên trên này. Đó. Âm thanh thương hiệu là âm thanh loa Bắc Lên Vinh Sơn nhá. Đó, rất tuyệt vời đúng không quý anh chị quý nhàng. Rồi. Ghế là tự lùi về vị trí này. Đó. Cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm trên gương đầy đủ nhá. Nói đến 570 thì mọi người hay nghĩ ngay đến cái khối động cơ. Đấy, cái khoang động cơ trái tim của chiếc xe này. Đó là cái khối động cơ 5.7 lít hút khí tự nhiên cực kỳ bền lành quý anh chị quý nhà nhá. Đó. Thật sự ấy là đây có thể nói là một cái khối động cơ độ bền theo 5 tháng luôn. Đấy, độ bền theo 5 tháng luôn. Đấy. Mà lù cực kỳ là êm ái luôn. Chiếc xe này máy số khung sườn là nguyên zin, không đâm va, không ngập nước. Đấy, cam kết với quý anh chị quý hàng luôn. Bao check test hãng và gara trên toàn quốc cho quý anh chị quý hàng.
Hiện tại thì bây giờ vẫn hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe nha quý anh chị khách hàng nhá. Mọi người có nhu cầu nhấc máy liên hệ ngay cho cửa hàng em theo số 0912 669955 gặp anh Tuấn, hoặc qua trực tiếp địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để em được tư vấn cũng như là giao dịch chiếc xe này với quý anh chị khách hàng ạ. Xin được cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi video.